Đây, chào cả nhà nhé. Đây một cái sim rất là VIP này, hoa sim biên giới này. Đấy, đấy các bạn này, hoa sim này. Đấy, cái này dáng bay bàn trà nhé. Đấy, cái này nó cao tầm cỡ gần 3 mét, 2m8. Mình đo kích thước này. Đây cháu cầm này. Đây cháu cầm đây để chú đo. Đây, anh cầm đây để chú đo. Đó, cầm điện thoại nhé. Cầm người như ấy, cầm thường như thế. À, có chào nhé. Đây các bạn nhé, đây mình đo kia, tiếp cái cảnh nhé. Chào anh em nhé. Đây, để đo cái bánh gốc của nó. Chắc hơn 50 tí là cùng bao nhiêu? 35. 35, bánh gốc 35. À, bánh gốc 36. 36 nhá. Ừ. Phát 50. 50. Cái cao rồi à? Cành tán tán hơn 3 mét. 2m7 nhá, 3 mét nhá. Tán to lắm, đây, cây xoài gốc này. Kia sắp nhà đang về đây này. Gốc này rất to các bạn, phải bới ra còn to nữa này. Rất đẹp. Cũng đẹp luôn. À, cái này tán phải mõ à. Một này sim này đánh bầu thì ôi ok rồi. Cây thứ hai bé nhưng đẹp. Nhưng mà đo cái vành gốc của cây này xem được bao nhiêu nhỉ? Cây này thì bé. Cây này quái. Cây này rất quái nhỉ. Đo cái vành gốc chung kìa. Vành gốc chung này. Ừ, đo cái bên dưới cùng đi. Tròn này đi chứ. Ừ đấy, đo tròn nó xem cái này. Cây này nó quái, cái này lên chậu đẹp ấy. 30. 30. 30. 33. Thôi đâu, thế cây này cần đấy không? Nó cũng cao tầm 2m rưỡi. Thôi mày bỏ ra để quay cái cây này mà. Thôi không cần. Cây này rất quái, thôi bỏ ra không cần. Đây, quái chứ. Đây, ok. Cái này cao hơn 2m rưỡi. Ok. Rồi.